đây rồi, trái mình đang cần đây rồi Phượng Hoàng. Ui sao, đồng, có đồng ý không vậy? Hình như là chưa đồng ý thôi. Ở đây đồng ý thôi. 10 9 8 7 6 đừng có từ đừng hỉ nha, đừng hỉ nha. Ok. Ôi giời ơi, mình vừa vào cái sảnh các bạn ạ. À. Ô cái gì đây? Thanh niên này muốn chay à? Ui muốn chay à? Ui chay mới vào mà đã chay luôn rồi. Ok. Gì đấy? Trái điều khiển à? Ui giời. Ốc su ánh sáng ai chật cha. Đâu đâu, bây giờ mình kiếm, bây giờ mình toàn cái trái vừa mía không à. Ui nhưng mà tí nữa không biết mình liệu mấy cái trái này nó có đậu được mấy cái trái này không đây. Cái gì đây, bốn trái luôn hả, điều khiển hả. Ui bây giờ mình toàn trái gồ bắp thế này, không biết nó có chịu không chấn động đi. Ok nè, trời cái trái nào nó cũng có hết trơn rồi, chơi bời nữa không đủ, trên lệch giá quá cao. Úi rồi hai ông này trai xong chưa, để tôi vô còn trai nữa. Alo lâu vậy. Rồi rồi, hai ông xong rồi, vô đây, vô này, vô nè. Chạy cho tôi cái trái gì đó đi. Bây giờ tôi còn mỗi cái trái chấn động là cục quý hiếm nhất trong Belo rồi đó mọi người. Thanh niên này chê quá bạn à. Rồi ơi, chắc bây giờ không biết có ông nào tốt bụng đổ tôi giá chấn động là cái trái khác đi. Trời ơi. Đâu đâu, ông nào vừa nói tôi muốn đổ cái trái chấn động đâu. Đây đây đây. Này chấn động đây. Này chấn động, đổ trái butter à. Ui giời, cũng được, cũng được, cũng được. Cái trái này cũng ok á, nhưng mà mình không biết liệu ông này ô là quan trọng là ông này có cái điều đồng ý không đây, chứ mình thì đồng ý đó mọi người. À thế à. Sao có vẻ là hồi âm lâu hơi lâu nha. Rồi 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 rồi, 10 9 8 ok ok 7. Ơ. Kìa. Trời ơi, tưởng được cái trái này, không được rồi. Đồ ăn hại. Đây đây, ông này ông này cần gì đây? Đây bây giờ tôi cho ông chấn động nè. Đó. Ui nhưng mà bây giờ chấn động thì ông này không có rượu trái bột à. Ui. Trời ơi, trái bột này ông này ổng chê rồi, mình không có cái trái gì hết ổng chê rồi các bạn ơi. Chê rồi các bạn ạ. Cái gì? Cái gì? Đâu? Ui, ông này hình như là hai ông này chạy xong chưa, để tôi còn chạy nữa. Alo. Nope. Ui, cay cay chạy không? Ai chạy không? Rồi đưa lượm rương cái anh em ạ. Đâu lượm lên nó. Ui, trời ơi, ok, bây giờ mình sẽ ra chạy nha. Ok, ai chạy ra ngầu gớ giùm tôi cái nha. Rồi. À, bây giờ tôi sẽ chung bây giờ mình sẽ đưa cho ông. Ui bóng đêm à. Bóng đêm ổn á. Ổn á. Nhưng mà trên lệch quá, nhưng mà không biết có đồng ý không đây. Rồi thêm ủa. Rồi thanh niên này rút lại rồi kìa. Bao à. Bao lại rút bao cũng được. Lấy mấy cái bao mình xong rồi mà đổ. Ê trọng lượng à. Trọng lượng cũng được đấy, nhưng mà ông này có chịu đồng ý không đây. Mình đang lựa mấy cái trái mà ông chưa có, mà toàn cái trái nào ông cũng có hết trơn rồi. Ôi, ông đồng ý không kìa, ngon ngon ngon. Chấn động lấy trái trọng lượng, chấn động cát và bơm lấy trọng lượng 2 triệu bơm. Ok kìa, đồng ý rồi. À ông này thêm trái bao à. Ủa hay là sao, à đậu trái bao à. À ok cũng được, okay. Trái nào cũng ok, cũng alo alo hết. Rồi lượm 19. Rồi giai đoạn này đang cần cái trái bao các bạn ơi. Ok vô 2 1 yeah, được chưa. Ồ được rồi các bạn ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Được rồi được rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy cái trái bao này mình đi đi chay tiếp với mọi người ạ. Đi chay chừng nào mà ra những cái trái mình cần, còn trái bao mình đã sửa mình xài rồi nó hơi phế mọi người, nó phế ở trong đi xe quýnh quái quái chữa anh em à. Cái gì đây, đặc biệt. Ủa có đặc biệt luôn hả. Ủa, điều khiển ớt trái tuyết ớt đúng không. Đây ớt vừa thấy trái tuyết thì phải. Lôi, ừ lôi cũng được. Phượng Hoàng, úi dồi. Mình đồng ý rồi đấy, trái tơ thành niên này khoe à. Có khoe hay là mày trai đây, trời ơi, trái tuyết 2,5 triệu rồi, đổ không. Thành niên này hình như là không chịu đổi gì đây là mọi người ơi. Ôi giời, 2,3 triệu lấy nhiêu đấy, ôi chắc là không được mà bởi vì trên lệch giá mà mọi người ơi, quên chưa. Đâu, ông này đổ cái gì, từ ai nữa, xếp hàng. Đấy, mình cứ từ những cái trái cùi cùi mình đi lên thôi mọi người, giống như mình từ đấy sẽ họ đi lên đấy mọi người. Đâu rồi, bây hai ông này đã chay cái gì đây, mình đợi hai ông này chay rồi mình vô mình chay nha mọi người ơi. Ui cái gì đây, bao vào trắng lấy cao su bóng tối và tơ. Ok dứt, đồng ý luôn đi anh trai, đồng ý luôn. Chai tơ hả, chai tơ cũng được, chai tơ mình thấy nó cũng ok. Mình chưa test cái tơ các bạn ạ. Bóng tối trái tơ ok cũng được vô. Ui nhưng mà mình cảm giác có vẻ hơi bị linh cảm. Thôi trái tơ nó cũng cùi cùi, hồi nãy mình có thấy mấy bạn comment thì trái tơ hơi cùi mía. ok từ để mình vô lại ngầu ghế đã. Cái ghế này bị sao vậy, ok. Ê, cái ghế này bị sao đây, cái ghế này nó bị dính gì sao ngọng được. Được rồi ok á, nó bị văng nó qua đá, nó bị nó tự văng luôn người ạ. Rồi
Trái Phật Tổ. Trái Phật Tổ đậu lấy trái bao lấy không? Ủa thằng niên này có trái bao rồi. Trái Phật Tổ cũng ngon mọi người. Trái Phật Tổ đi farm ngon lắm mọi người ạ. Mấy cái trái mà đi farm mình lượm hết mọi người. Còn mấy trái mà BBB thì mình chắc cũng chưa cần đâu. Bây giờ mình thanh niên này bây giờ trái nào cũng có hết trơn rồi, lấy gì mình đi chơi với thằng này đây? Ui bật thằng trái đi. Trời ơi trái nào cũng có hết trơn rồi mọi người ạ. Ôi mình đi lấy Phật Tổ mà thanh niên này cũng có hết trơn rồi. Thế chịu rồi. Mình chơi lần cuối nha. Bây giờ ông nào chơi chui cái trái nào nó xịn xịn coi. Cái trái nào mà tôi chưa xài coi. Bây giờ tôi phượng hoàng. Ui được được được, cái trái mình đang cần các bạn ạ. Đây lấy trái bao lấy phượng hoàng chơi không? Thanh niên này chịu không? 1-2 triệu 3 đấy, 2 triệu 3. 2 triệu 3 tiền đó mọi người. Ok, ấy đậu nè, ngon ngon. Rồi, trời ơi, đừng có đăng xuất nha, đừng hỉ nha. Thôi được không? Ấy đừng có trôn nha. Ơ. Trời biết ngay trôn mà, thanh niên này. Lại đi. Nào, ngôn ngữ nào. Ok, rồi, ngon rồi, lượm. 2 triệu 3 mà, 2 triệu 3 ruby mà không thích thì 1 triệu 8 mà lấy triệu 8. Ơ, thanh rồi không thanh niên kia không chịu rồi, bây giờ thì mình phải đổ cái trái bao đây lại. Ui cái gì đây speed á. Ui được cái bỏ mấy kia rồi thôi, trái bao tờ cũng được, mình sẽ lấy trái bao tờ đỡ đi chơi cái trái phường hồ hồi nãy, không biết thanh niên kia chịu không nha mọi người. Rồi mong là thanh niên này đừng có chơi nha, 2 triệu 3 ruby mà chơi nữa, ối rồi mọi người. Rồi thành công chưa? Ok thành công rồi mọi người, tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ quay lại kiếm thanh niên kia đây. Thanh niên kia đây lỗi cho cái trái phường hồ nè. Cái trái bô tờ này mình thấy nhiều mọi người bông comment là bảo cái này cũng phê lắm. Rồi 1.9 với 1.3 ruby à 1.8. Rồi chê không chê thì chê, không chê thì cũng như sẵn sàng vô. Đó tôi là tôi đợi rồi đó. Sao? Cái chịu cái trái này không? À thanh niên kia bảo chịu rồi mọi người ạ. À. Rồi. Ok. Dứt nha. 5 4 3 2 1 lượm không đây đừng có cho nữa nha cha. Rồi lượm được rồi mọi người. Sau bao nhiêu năm tháng thì mình cũng đã lượm. Ok, cuối cùng thì cũng đã lượm được mọi người. Tuyệt vời. Ông mặt trăng cuối cùng cũng đã lượm được rồi mọi người ơi. Ok nè, cái trái này thì bữa sau clip sau mình nghĩ là mình sẽ ăn cho mọi người xem, mình test cái trái này mình cho mọi người xem nha. Ok hello mọi người nha, mình là Ban đây các bạn. Ok thì ngày hôm nay là mình đã quay trở lại rồi, thì sau bao nhiêu năm tháng mình đã quay trở lại thì mình vẫn chưa lên level 800 các bạn ạ. Mình đang cày lên level 800 mọi người ạ. À, mình sắp lên level 800 rồi, bây giờ thì mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ để lên level 800 luôn nha mọi người ơi. Đâu cái nhiệm vụ à, đây nhiệm vụ bên đây mọi người ạ. Đây cái nhiệm vụ bên đây mọi người phải chạy qua thôi. Ui làm level 800 cái đã các bạn ơi. Rồi lên hai tạc đi. Ok đâu mấy con hai tạc nào bơ hết vào đây đi. À đây à, mấy con hai tạc này đúng không thì khai ra mau. Rồi một phát để mình gom lại một đống nha. Hai con nè, ba con nè, đấy 4 con, 5 con, 6 con. Rồi, bơ hết vào đây đi, alo. Bơ hết vào đây đi, đâu rồi. Này, qua đây. À, mấy con lợn này quýnh mình không có máu. Ây xa, hồi bữa nó quýnh mình không có máu, bây giờ nó quýnh mình không có máu các bạn ơi. Ôi trời, ok, hình như đủ 6 con chưa, hình như đủ rồi sao bạn. Ok, dùng quẻ địa cầu nha anh em ơi. Cục lửa đã. Rồi, xong rồi hỏi diệt. Ok, cái này là nâng được V2 nha mọi người, thấy kìa. Cái trái ác quỷ này cũng có thể nhân được V2 nhưng mà mình chưa điểm ép mọi người, điểm ép mình cả chả không cái luôn. Cái điểm ép có vẻ là hơi đuối đấy. Ok để mình kiếm vài thằng BK để có điểm ép đi nâng cấp mọi người ạ. Ok còn hai con thôi là mình lên được cái nhiệm vụ rồi. Ok chỉ cần hai con thôi. Okay. Rồi quả cầu lửa hết đi hết rồi. Ok xong. Ơ 799 hả, cái gì kì ấy. Ok, mình làm một pha nữa lên level 800 luôn mọi người ạ. À. Vẫn chưa lên được 800. Trời, thế mày cũ chứ. Chờ tí, đang qua làm pha 800 này nha mọi người. Ok. Mấy kia mấy con này lại, mấy kia mấy dồn mấy con này lại mọi người ạ. À. Đấy. Qua đây. Đâu đây. Rồi đây, đấy, tao đây, từng đứa. 1 PM 2 PM cầu lửa, ăn luôn. Rồi, 5 con, 1 con nữa đâu. 1 con hồi nãy giờ không thấy bóng dáng nữa đâu mọi người ạ. Ui. Rồi, qua đây mấy ngay, mấy đây mấy ngay, mấy ngay nóng tính quá, mấy ngay nóng nhiệt kim bị chì linh á. Qua đây nào, râu, vô. Lên. Quẻ cầu băng gió. Nhiệm vụ mới được một khóa hả? Trời ơi.
800 rồi anh em ơi. Quá là vui anh em à. Ok, cái trái vườn hò này mình sẽ đợi được clip sau mình sẽ ăn cái trái vườn hò này như thế nào nha. Với lại trước giờ mình cũng chưa thấy cái kỹ năng của trái vườn hò là như thế nào nữa. Ok thì các bạn đã xem video rồi nha. Ok, vậy trước khi kết thúc video này các bạn nhớ đừng quên ngại giẫm bấm like cho video này cũng như đăng ký kênh để theo dõi video mình mỗi khi mình ra nha mọi người ơi. Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye. Yeah.